Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe kể lại câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra 2 lần. Cả 2 lần đều có một cái công thức giống nhau. Đầu tiên là các môn đệ ở trong nhà đóng kín sợ. Sau đó Chúa Giêsu hiện ra và nói: "Bình an cho anh em." Lần đầu tiên thì hiện ra, ông bà anh chị em cũng đã nghe, các tông đồ sợ đóng cửa lại, sợ người Do Thái biết xâm nhập vào rồi giết các ông như là giết Đức Giêsu. Các ông đóng cửa vì sợ. Đóng cửa có nghĩa là không tiếp xúc ra ngoài, không tiếp xúc với người khác, khoanh vùng của mình lại, không đến với người khác, cắt đứt liên lạc với người khác. Nhưng mà không thể cắt đứt liên lạc với Chúa. Trong cái cảnh đóng như vậy, Chúa vẫn hiện diện nơi các ông và nói: "Bình an cho anh em." Sau đó Chúa giao một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, và các tông đồ vui mừng vì sự hiện diện của Chúa. Rồi các tông đồ nhận một cái nhiệm vụ rất là quan trọng: "Anh em tha tội cho ai, anh em hãy nhận Thánh Thần. Tha tội cho ai, người ấy được tha. Cầm giữ ai, người ấy cầm giữ." Một cái nhiệm vụ hết sức là, một cái chức năng hết sức là quan trọng.
Thế rồi chuyện xảy ra là ông Dynamo, ông Thomas không hiện diện. Cho nên khi các tông đồ kể lại cái chuyện ấy, Thomas xem ra có vẻ không tin mấy. Ông bà anh chị em cũng đừng trách Thomas nhiều quá. Bởi vì nhìn thấy các tông đồ coi, trước sau vẫn đóng cửa à. Chúa hiện ra rồi, vui mừng rồi thì kỳ sau cũng đóng cửa như thường. Kỳ hiện sau cũng đóng cửa. Các tông đồ nhận được nhiệm vụ rất là quan trọng, cầm và buộc. Nhưng mà rồi thì cũng y như vậy. Chỉ có một cái lời nói, chúng tôi đã thấy Chúa. Cái lời đó không đủ để thuyết phục Thomas. Một cái chuyện lớn lao như thế, một cái chuyện người chết sống lại hiện ra với các ông mà xem ra đời sống không thay đổi gì mấy. Đời sống không hề thay đổi. Thậm chí trước đó thì đóng cửa, rồi bây giờ hiện ra nói những điều quan trọng rồi cũng đóng cửa như thường. Lần đóng cửa kỳ trước, Chúa hiện ra, Chúa nói hai lần câu bình an cho anh em. Lần hiện ra phía sau, Chúa nói một lần câu bình an cho anh em. Hình như cái câu bình an nó xuất hiện rất thường sau khi Chúa sống lại. Và giáo hội cũng lợi dụng cái câu bình an đó để chúc tất cả mọi người chúng ta. Trong thánh lễ chúng ta thấy thường nói, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Anh chị em hãy ra đi trong bình an. Cái lời bình an đó nó đến từ Chúa Giêsu phục sinh và nó ban cho tới ngày hôm nay tới tất cả chúng ta. Thế nhưng hình như là các tông đồ nghe lời bình an chúc hai lần đó vẫn không thay đổi mấy. Và đưa đến cái câu xem ra thách đố của Thánh Thomas. Nếu thì tôi không tin. Tôi không nói nội dung sao, bởi vì chữ nếu thì tôi không tin. Xem ra cái câu đó nó nhiều người trong chúng ta vẫn nói. Nếu tôi không thấy phép lạ thì tôi không tin. Nếu tôi không được chữa bệnh thì tôi không tin. Nếu cái gì đó thì tôi không tin. Hình như cái câu đó nó giống giống với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên tôi bỏ cái đoạn phía sau để tôi nói ông bà chị em tất cả chúng ta đều hình như cũng có những câu thách đố với Chúa như thế. Thế nhưng sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra với lại Thomas. Một cái sự xem ra thách đố, nhưng mà xét ra Thomas thách đố cũng không mạnh đâu. Bởi vì như tôi đã nói đó, cái đời sống của các tông đồ không làm chứng gì hết. Một lời nói chúng tôi thấy Chúa rồi cũng y như cũ, không làm chứng gì cả. Thì cái lời đó nó kém giá trị. Cái lời đó làm cho Thomas phải nghi ngờ. Không phải nghi ngờ cái chuyện Chúa sống lại, nhưng mà hiện ra mấy ông sao đây, xem ra cũng không đáng tin mấy. Thomas nói nếu tôi thì tôi không tin. Chúa Giêsu hiện ra và bảo Thomas hãy xỏ, hãy đặt, hãy thọc. Kết quả là Thomas không biết có thọc thiệt không, nhưng mà lính quýnh nói lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Thomas không có vui vẻ nói bây giờ con được rồi, con được đàng hoàng tử tế rồi, con tin. Không nói cái đó mà lính quýnh, tôi nghĩ Thomas đã lập bập coi bộ cái này cũng hơi khó để mà sống với Chúa được. Cho nên diễn tả một cái thái độ xem ra khá lúng túng đối với Chúa, đối với cái việc Chúa bảo làm. Vậy thì kính thưa ông bạn chị em, cái chuyện Thomas được Chúa hiện ra chứng tỏ cái lòng thương xót của Chúa đối với Thomas. Thomas hình như không có công nghiệp gì trong cái vụ này, không có đòi Chúa xứng đáng hiện làm cho mình xứng đáng, tức là trả công cho mình xứng đáng. Ví dụ ông bà anh chị em chúng ta hay nói con đi lễ đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà cầu gì Chúa cũng không cho, ít nhất mình cũng kể công Chúa một cái. Thomas hình như không có kể công gì hết trơn. Nếu
thì tôi không tin. Tôi mà thách đố Chúa mà không đưa công nghiệp gì mà xem ra còn có lỗi với Chúa, dám thách đố Chúa. Cho nên việc Chúa hiện ra với Tô-ma, bảo Tô-ma làm những điều Tô-ma thách đố thì xem ra chứng tỏ lòng Chúa thương xót. Và xem ra Chúa biết con người của Tô-ma, Chúa biết một con người nhiều thiếu sót như Tô-ma. Con người ấy sau khi nhận được ơn Chúa sẽ hoàn toàn trở lại và gắn bó với Chúa. Biết bao nhiêu người chúng ta đến với Chúa xin ơn này ơn khác, xin ớt ơn này xong rồi mai mốt xin ơn khác. Hình như không có cái thái độ như Tô-ma, không có một cái thái độ gọi là sau khi tôi nhận được ơn Chúa thì tôi dành cả cuộc đời cho Chúa. Mà Tô-ma nhận cái ơn chỉ đơn giản thôi, thọc ngón tay vào thôi, đâu có thấy hết bệnh này hết bệnh kia gì đâu. Nhưng mà Tô-ma vẫn tỏ lòng tin của mình đối với Thiên Chúa. Cho nên trong cuộc sống đôi khi Chúa tỏ tình thương xót với chúng ta, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Ai trong chúng ta dám nói mình là người thánh thiện? Tôi cũng như ông bà anh chị em trước khi lễ đều xin thú tội của mình là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Chúng ta không có nói là lỗi tại anh, lỗi tại chị, lỗi tại ông chồng, lỗi tại bà vợ, mọi đàn. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi đàn. Vậy thì ai trong chúng ta dám thách đố với Chúa? Nếu Chúa không làm phép lạ thì tôi không tin. Mình có công gì hơn mà mình dám nói cái điều ấy? Thưa ông bạn, chị em, có lẽ chúng ta phải đến với Chúa với cái tâm trạng của một tội nhân. Và Chúa ban ơn cho chúng ta cũng là ban ơn trong cái người không ích lợi gì cho Chúa. Tôi chỉ là một người đầy tớ, vô dụng. Có không có, cũng không ăn thua gì. Chúa ban ơn cho tôi bởi vì Chúa tỏ lòng thương xót với tôi, chứ không phải vì tôi đáng công. Không phải vì tôi làm điều này, vì tôi làm điều kia, vì tôi làm điều nọ mà Chúa phải nhớ ơn tôi. Chúng ta làm việc này, việc khác thì giống như là một người đầy tớ, vô dụng. Tôi làm hết công việc của tôi, hết nhiệm vụ của tôi. Và nhiều khi tôi phải nhìn ra cái ơn Chúa đến với chúng tôi. Bạn chị em, thường thường mình ít có nhìn thấy ơn Chúa. Mình chỉ thấy Chúa phạt, mình chỉ thấy mình khổ, mình chỉ thấy mình cái này, mình cái khác. Có bao giờ chúng ta nhìn thấy ơn Chúa qua cái việc đơn giản hơn hết là cái trái tim của chúng ta đập từ hồi nhỏ cho tới bây giờ. Một ngày nào nó ngưng đập là thưa ông bà anh chị em, chúng ta chết hết. Vậy mà nó cứ đều đều nó đập, đều nó đập, mỗi ngày nó đập bao nhiêu, một giây nó đập bao nhiêu cái, đều đều từ hồi nào giờ tới giờ. Dù khi tôi đau nó cũng đập, khi tôi vui nó cũng đập, khi tôi buồn nó cũng đập, khi tôi ngủ nó cũng đập. Có bao giờ mình nhìn thấy đó là một cái ơn của Chúa ban cho chúng ta để chúng đời sống chúng ta còn tồn tại cho tới ngày hôm nay? Có lẽ ít khi nào chúng ta để ý. Chỉ khi nào chúng ta đau tim, chỉ khi nào trái tim nó đập loạn nhịp ra, rồi lúc đó mới nói chết rồi, con đau tim, cái này nguy hiểm quá, có thể chết bất cứ lúc nào. Có nhiều vị linh mục, anh em chúng tôi ở trong ban tư vấn thay cái stent ở trong tim. Thay rồi cái vài ba năm, năm mười năm cái lại phải thay nữa. Bởi vì ở trong đó cái đó nó lộn xộn sao đó. Khi mỗi cha mà nói như vậy, tôi nói cảm ơn Chúa, trời ơi, con mà thay thì con không biết sao. Con già rồi không biết thay được không, rồi nó móc cái nơi khác đem vô trong đó để. Ý tôi không nói là người kia bị Chúa phạt đâu, không nói như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng đôi khi mình không nhìn ra cái ơn Chúa ban cho mình mà rất là gần chúng ta thôi. Mà chỉ một điều đó là chúng ta cũng dành cả cuộc đời để tạ ơn Chúa giống như Tô-ma.
Đó là một cái suy nghĩ tùy ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em có thể thích điều đó, không thích điều đó, tôi không dám áp đặt. Nhưng mà chúng ta nhìn cái cuộc đời của mình dưới sự che chở của Chúa, với cái lòng thương xót của Chúa, và vì thế chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả lại cái ơn đó bằng cả cuộc đời của chúng ta, cả cuộc đời phục vụ cho lòng Chúa thương xót, và cuộc đời rao giảng lòng Chúa thương xót, cả cuộc đời chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta được ơn cứu độ, được sống đời đời.